Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Lara Croft Tomb Raider. Và anh em sẽ cùng Trâm Anh đi tìm Link. Ok, cùng Trâm Anh đi tìm Link 16 phút à, 5 phút, 8 phút Full HD à. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng em Trâm Anh ngực to này đi tìm Link nhá. Bây giờ chúng ta đã tìm được, đây rồi, chúng ta tìm được Link ngay từ đầu. Chúng ta tìm được Link ngay từ khi bắt đầu rồi. Chúng ta tìm được Link Linh sét. Đó, Linh sét. Trong mày đéo có gì. It's empty. No. No. What did I miss? Sai rồi, nhầm Linh rồi, không phải Linh này. Linh virus rồi. Ôi thôi bỏ mẹ. Virus rồi. Thôi rồi anh em ạ. Linh virus rồi. Mẹ cảnh sát cục điều tra phòng chống C50 đã vào cuộc rồi. C50 đã vào cuộc rồi. Và bây giờ thì chúng ta đã thấy các anh C50 đang dàn thuốc nổ. Bỏ mẹ rồi. Ô, Lara trốn rồi à? Lara nằm trong này. Đúng mẹ rồi, Lara nằm trong này. Mở ra thì đâu có gì được. Mở ra đánh nhau à? Ôi, mẹ. Lara nằm trong này. Open it carefully. It could be extremely dangerous. Mở Linh ra, mở Linh đi, cẩn thận virus đấy. Mở Linh đi, mở Linh ra, đó. Biết ngay mà Lara nằm trong này mà. Who the hell are you? Who the hell are you? You're a smart woman. Cô là người thông minh, chắc phải đoán ra rồi chứ. I suspect you already know. Trinity. Hội tam điểm. Where is the artifact? Ồ, vật đâu? I don't know what you're talking about. Don't play games with me. Nói về cái gì hết. Đừng đùa với tôi. Chính mày đã đưa cho tao Linh này. Look. Nghe này. It was empty. Lúc tao đến đây thì Linh đã sai rồi, không có cái gì cả. Linh này là Linh fake. Shoot him. À, shoot her. Gì đấy? Get down! Ô, la nó đặt à, nó lấy được cái rồi, nó lấy được cái Trời ơi, headshot kinh vãi cứt. Còn có đồ gì không em ơi? Tôi nhảy mẹ qua đi. Còn nó đi rồi. Ôi, Trâm Anh đang chạy bởi vì C50 đến rồi. Chạy ngay. Không ôi, Linh sét của Trâm Anh đã bị C50 bắt giữ rồi. Trâm Anh đang chạy. Ta đang chạy đây, hỏi cái hối kéo. C50 đâu đến thì phải chạy thôi. Phát tán clip sét là bị tù đấy, chạy nhanh. Để quá, để quá, để quá, để quá. Ô thôi. Mình ngu thế. Mình không nhìn thấy cái bẫy ham nhảy cơ. Ham nhảy chết là đúng rồi. Tội thật. Chạy từ từ thôi kìa mẹ. Đó, đấy. Đó. Ra ngoài rồi. Ok. Mong là cái tường này nó không sập. Ngực vẫn to cho mày ạ. Ngực em vẫn rất to. Cái gì đây? Ok fine. Chúng ta vừa bắn chết hai người. Mình đã giết người ư? Trang viên nhà Croft. Tiếng mở cửa và bước mạnh. Jonah. Jonah. Thôi bỏ qua mẹ đi. Jonah. Đã bị tấn công rồi. Mình vừa bỏ qua cái vụ tấn công ấy rồi. Kiểu hội tam điểm nó tấn công nhà con này rồi. Lão lại. Úi giời ơi. Đánh phụ nữ thế hả mày?
làm sao? Đưa Linh đây, đưa Mộng đây. À, bóp cổ bố mẹ. Bấm bỏ quá rồi. Mẹ, tôi tưởng bấm space là hành động. Ok, và chúng ta sau khi ấy đã quay trở lại đây rồi, quay Lara đã quay trở lại cái chỗ báo tuyết ở đây rồi. À, và sau hai tập game thì mình đã biết được Lara là ngon vãi lìn. Bù to quá. Chỗ đéo ở đây. Mình đang tỉnh dậy chỗ đéo ở đây. Lara có đó không? Tôi về đến trại rồi. Jonah? Ôi Alin. Jonah. Nếu mày nghe thấy thì xóa Linh đi. C50 đã bắt tao rồi. Úi giời ơi. Thôi rồi. Mình sẽ tự xóa Linh này một mình. Ok. Lara ấy rồi. Đi đây. Tìm nơi để cắm trại. Tìm nơi để trú. Ôi. Trong sinh tồn trong điều kiện lạnh thế này thì anh em thứ nhất là phải nhiệt độ, thứ hai là phải quần áo ấm nhất cũng quy vào nhiệt độ, thức ăn đúng rồi, mạnh mẽ lên. Đi tiếp nào, cố lên, mày làm được mà, cố lên, mu. Một trại cũ, old camp. Ok, chúng ta đã tìm thấy một cái trại cũ ở đây. Một cái bếp lửa đã bị tàn. Được rồi. Nhóm lửa lên nào. Sáng ra bờ suối tối vào hang. Cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng. À đi tìm nguyên liệu hả? Ok, đi tìm nguyên liệu thôi. À, chúng ta có cây. Lạnh vãi lìm, phải đi tìm nguyên liệu. Úi giời ơi. Rồi chắc là được. Ok. Chúng ta đã lấy được cây. Not enough to last the night. Lại nhặt cây tiếp. Need to gather more. Ok. Đã nhặt cây. Dry enough to burn. I hope. Lạnh vãi lìn. Ok, cái gì đây? Đây là xác một con hươu mới chết, no meat, không còn thịt, nhưng biết đâu đó còn hữu dụng. Mổ. Ui dồi ôi. Ui bố mẹ sói anh em ạ. Anh con mẹ mà lên chết bây giờ. Ok, chúng ta lấy được 4 tấm da hươu và một cái sừng hươu. Run. Sói đến là chết mẹ luôn đấy. Không còn sinh tồn cái con mẹ gì đâu. Chạy nhanh. Di chuyển nào chết tiệt. Đi đi, đừng có làm trò. Chạy ở bên trái rồi. Đây rồi. Cố lên em mẹ. Anh biết em mạnh mẽ mà. Tóc ghim còn chịu được nữa là dăm ba cái trò lạnh này. Ok, sau khi đã nhóm lửa thì mình đã kỳ vãi kiểu trên bão trên trên Nam Cực ấy. Lara đã làm được cái lều rồi. Lara đã làm được một cái lều bằng gỗ, bằng củi chứ, và đã nhóm được lửa lên rồi. Và chúng ta đang sưởi ấm. Tiếng vũ đàm đang cho người Do Thám tàn tích trên núi. Nếu cổ vật ở đây, chúng tôi sẽ tìm thấy. Đám hậu duệ thì sao? Chúng vẫn đang chống cự. Sớm tôi ta sẽ kiểm soát tình. À, đây là cái kiểu bộ đàm của con Lara ấy. Bộ đàm của con Lara, nó bắt được tín hiệu của bọn quanh đây. Hội tam điểm đã đến đây rồi. Ui, kinh vãi Lara. Lara nó lấy củi khô ấy, xong rồi nó vót thành cây cung. Bây giờ mình có cung bắn đấy. Ok, nâng cấp vũ khí. Cầm có một cây cung mạnh hơn. Cung dài tạm thời, mong là những cơn đau này sẽ không ở lại lâu bên mình. Okay. Đó. It wants to take me down. It wants me to just lie down and die. But I won't. Nó đẹp vậy. I can't. Kỹ năng này. Kỹ năng chiến đấu, kỹ năng sinh tồn, kỹ năng săn bắn, kỹ năng sinh tồn, kỹ năng chiến đấu đi. Chúng ta sẽ da dày chịu ít tổn thương hơn khi kẻ địch tấn công, hiệu quả tỷ lệ thuận về kỹ năng trái tim đá. Da sắt chịu hơn đáng kể từ nổ.
Tránh phản đòn làm tê liệt kẻ địch không có vũ khí bằng đòn cách nhấn ép đúng thời điểm. Sát thủ lén lút tiêu diệt kẻ địch để tự động đục sau lấy tay. Đeo cái này đi, sát thủ đi. Ok. Rồi. Ok, chúng ta sẽ phải đến đây cơ. Rồi. Có rất là nhiều tài nguyên ở đây. Một tấm gỗ. Chúng ta có lông chim. Gì đây? Ba cái lông vũ. Nâng cấp vũ khí và mũi tên. Chúng ta bẻ cây rất là nhiều đây. Lara chính là thủ phạm mà bẻ cây. Xác con này được chết con mẹ rồi. Lên đây đi. Okay. Rồi, trên đây có cái gì không? Một tấm da thú. Lông chim. Còn bên mình lại xuống. Đây, mình xuống đây được mà. Những tàn tích này của Mongolian. Có đọc được không? Vẫn tự tiếng Mông Cổ, mình chưa đọc được cái này. Ô dê dê cái game. Đéo chết kìa. Chết cha đi. Có da thú rồi. Mình cứ lấy ít nguyên liệu đã. Ok. Rồi, con nai đây. Hai da thú. Kiểu la la trong này đéo đói sao. Ok. Đến cái chỗ này. Mình phải lên. Trinity. Tam điểm, chúng đang ở đây. Ui, tiếng gấu. Đã cả lên. Thế như có một con gấu. Overwatch. Thế như chúng ta thấy một con gấu. Survey team, please respond. We got some... Mình lấy được một cái la bàn rồi. Violin gấu em ơi. Chạy. Tuổi dê, chạy em ơi. Chạy lại. Gấu kìa. À gặp gấu thì chúng ta cứ chạy con mẹ đi anh em nhé, không phải chạy đường vòng đâu vì gấu. Vì gấu nó kéo. Vì gấu nó không quan tâm anh em chạy đường gì đâu. Mà gấu nó chỉ quan tâm là anh em có chậm lại để cho nó ấy không thôi. Khác. Nó không quan tâm đâu anh em ạ. Chạy thì cứ chạy thôi. Nhảy đi, chết mẹ bây giờ. Kinh bách cứt la la đánh nhau với gấu. Úi giời ơi. Teo rồi. Anh em thấy không? Gặp gấu thì cứ chạy thôi. Chạy ngoằn ngoèo là bởi vì tuyết. Đi vào tuyết nó sẽ bị chậm. Và chậm thì con gấu sẽ đập chết mình. Ok. Vậy thì làm sao? Chúng ta sẽ bỏ qua cái này thôi. Rồi, sau khi Lara tỉnh dậy thì mình sẽ sơ cứu vết thương cho Lara và chúng ta sẽ kết thúc clip này tại đây nhá. Sơ cứu bằng cách bấm V thì phải. Got to bind this wound. Ok, bây giờ mình sẽ tìm cách đi lấy thảo dược. Lấy thảo dược để băng bó vũ khí. Cầm được máu, ok. Need some kind of bandage. Bandage. Đây, đây là cái cây thảo dược. Cây cầm máu. Vãi lìn. Một căn cứ chiến tranh lạnh bỏ hoang. Hồi kia nó chiếm mất lại rồi. Còn mình chữa trị đã. Ok. Chúng ta đã chữa trị xong rồi. Và chúng ta đã phát hiện ra được cái căn cứ chiến tranh lạnh đã bị bỏ hoang. Và hội tam điểm đã đến đó và xử lý rồi. Ok. Vậy thì để ủng hộ mình làm tiếp clip tiếp theo thì các anh em đừng quên nhấn like, bình luận ở phía dưới và đăng ký kênh cho mình nhá. Còn bây giờ thì xin chào và gặp lại anh em trong những video lần sau. Tạm biệt.